Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng chim cút. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng chim cút nhỏ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng chim cút lớn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Màu xanh đầu tiên nha mọi người. Mọi người, màu xanh sẽ là màu đầu tiên nha. Màu xanh nha mọi người. Mọi người ơi, màu xanh của mình này, màu xanh của mình đây nha mọi người. Mọi người, đây là màu xanh của mình. Tiếp theo sẽ là màu đỏ nhá. Bây giờ là màu đỏ nha mọi người. Mọi người ơi, đây là màu đỏ, bây giờ sẽ là màu đỏ nha. Mọi người ơi, màu đỏ đây nha mọi người. Mọi người, đây là phần màu đỏ của mình. Rồi bây giờ là sẽ là màu, bây giờ là màu vàng nha. Bây giờ sẽ là màu vàng nha mọi người. Mọi người, bây giờ là màu vàng nhé. Mọi người ơi, đây là màu vàng của mình này, màu vàng của mình này mọi người. Mọi người ơi, đây là màu vàng của mình nha. Giờ sẽ là màu hồng. Mọi người ơi, bây giờ là màu hồng nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là màu hồng nha. Mọi người ơi, đây màu hồng của mình này, màu hồng
hồng của mình này mọi người. Mọi người lên màu hồng của mình nha. Giờ mình sẽ xỏ hạt chữ nha. À bây giờ mình sẽ xỏ hạt xám nha. Mình xỏ hạt xám nhé mọi người. Mọi người bây giờ mình sẽ xỏ hạt xám nhé. Trong giai đoạn thì làm chi tiết cho mọi người. Bây giờ mình sẽ kết vòng nha mọi người. Mọi người bây giờ mình kết vòng nha. Bây giờ mình sẽ kết vòng nha. Mọi người ơi, vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, mình chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích cho mình xin một like, mình chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, vòng của mình đây, vòng của mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, mình chia sẻ và đăng ký kênh nha.